Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình là Bingo 167GA. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu một tựa game mà nó tên là Đâu. Và các bạn đừng quên nhấn like và subscribe. Nhớ nhấn cái chuông để nhận được thông báo mỗi ngày nha các bạn. Đây là một tựa game cực kỳ ai cũng ưa hết á các bạn. Rất nhiều luôn. Wow. Mình là level 10, 6 level 10, 900 máu. Ok, bắt đầu thôi. Mình sẽ săn những con thú này để mình tăng level nha. Đấy, rất là ghê luôn các bạn. Và mình đã mở được một vùng rất. Mình tới level 10 thì mình mới được mở được vùng đất mới này. Đấy, mới vô ta sẽ cho mấy bạn hai chiên của sói. Và có những bạc biển kia lắm. Nó có những kỹ năng nữa các bạn. Kỹ năng giả. Và các bạn có thể chơi PvP. Đội săn chơi cùng nhau. Đấy. Ok. Đi thôi sói. Và mình đặt con cho nó đây là cái con chen ngột của mình luôn. Đấy. Gắn thì mình sẽ chơi. Mày không biết nữa. Cực kỳ đẹp. Đấy, người ta vẽ mỏng cực đẹp. Ủa, bài ca không cho mình đi rồi. Mình sẽ tìm một nơi ngồi đó. Ok, nơi này cực kỳ á. Gói công luôn. Mà không hiểu gì hết. Mình sẽ tìm một để mình xem nào. Nó kêu mình làm nhiệm vụ vậy con. Ok, in cho. Thôi nào. Ok. Bây là nơi không ai chơi luôn các bạn. Ồ, có người zone rồi game rồi kìa. Giờ các bạn muốn hỏi là chơi PvP hay như thế nào không? Để cho các giờ mà làm chuyển máu có câu ngõ không vậy? Đây là mấy cái sắt. Thôi, ôi. Ta sẽ làm mọi thứ đây. Wow, người một chị máu. Thôi, để mừng. Hát cho các bạn xem. Để mình cứng nhé. Này. VB bên này các bạn. Mình sẽ báo đây ha. Chuẩn bị thôi. Let's go. Để vô game ạ. Tôi vô khá lâu vì game này tải miễn phí. Game này chắc cái game này ta dễ không các bạn. Ok, vô rồi. Và mình là đỏ đỏ các bạn. Đó, cái con mình đỏ đỏ.
Ok, bắt đầu thôi. Let's go. Mình sẽ không muốn đối đầu với ai đâu. Wow. Ok. Mình sẽ tại PVP gì á. Bữa chơi bông người luôn các bạn. Bao núi hả bạn? Ghê rồi. Chị bắt đầu thôi. Không có ai đó. Cái gì vậy? Không có ai dơ chứ các bạn ơi. Chán quá hả? Thôi chắc thoát ra. Ôi mọi người lộn. Cực chán luôn. Các bạn phải chơi vô. Đúng cái giờ sẽ gần quá khó để vô. Chỗ thì khá nhiều người chơi. Mình sẽ chạy hướng này ha. Các bạn có thấy gì mà cục cam không? Đấy. Chơi nhiệm vụ. Oh my god, oh my god. Trời ơi, 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 cái gì mà mấy chị máu gì vậy? Hơn quá. Bye bye. Dặn. Lắc quá trời lắc luôn các bạn. Game này cần bộ lượng nhớ cực cực mạnh mới chơi được. Mình thì chơi bằng điện thoại nên hơi khó. Ôi lắc rồi. Ôi nhẹ ơi. Vậy mình phải cất video để mình chỉnh lại cái máy. Thôi tạm biệt các bạn nha.